Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ dắt cho cả nhà đi ăn một cái quán seafood ở gần nhà của mình nha. Ở đây thì nó có bán nhiều loại hải sản. Có cua, có oyster, có clam. Bên đây là cái chỗ để nước chấm các bạn. Nó có những cái bàn mình mua đồ xong mình có thể tự bưng ra đó ăn. Đây là quầy bán nước. Đó, đây là cái quầy oyster nè. Đó, oyster. Con hào đó các bạn. Có crawfish, tôm hùm đất. Có lobster, có cua đá nè các bạn, có cua chân dài. Đây nó tính theo pound, khi mình mua xong thì mình đưa cho đầu bếp người ta hâm lại cho mình, hoặc là người ta bỏ thêm sốt vô, bỏ thêm cái ob để mình ăn hải sản. Bây giờ thì mình sẽ hỏi anh bạn này cái cách mà để mở con hào ra như thế nào các bạn. Đó, bây giờ anh sẽ chỉ mình nè. Đó là cái cách mà các bạn mở con oyster ra ha. Rất là tươi nha các bạn. Oyster rất là tươi. Thank you.
Sau khi các bạn order xong thì các bạn có thể ngồi bên trong ăn hoặc là bưng ra ngoài ngoài cái patio ở ngoài outside cũng được. Cái quán này rất là rộng nha các bạn. Cái quán này có cũng lâu đời lắm rồi. Không gian quán rất là thoáng mát. Và đây là cái không gian ngoài outside. Mình thì thích ngồi ở đây hơn tại nó thoáng. Nhưng mà ngồi ở đây thì không được uống bia nên những người nào mà uống bia uống rượu thì phải ngồi ở trong. Đây là càng cua đá đây các bạn. Cua đá. Ở đây thì nước sốt thì nó có là tỏi nè. Này butter, dầu á. Bơ nó chảy ra. Nước chấm ở đây thì mình có obey nè. Cái này kêu là tỏi để ăn với mù tạt. Cái này obey mình bỏ chanh vô. Giờ để thử con tôm đi. Ok các bạn. Giờ mình thử ăn con clam nha. Cái này là con nghêu nè. Con clam. Clam nè mình chấm với lại obey. Obey mình bỏ chanh vô. Obey là cái đặc sản của tiểu bang Maryland nha các bạn. Dành để cho ăn hải sản, ăn cua, ăn tất cả các loại hải sản là được ăn UB rất là ngon. Rất là tươi. Rất là tươi các bạn. Đây là cocktail sauce để dành mình ăn với tôm đó các bạn. Nó ngọt ngọt, cay cay, bỏ thêm cái radish này vô nè. Radish này, cái này mình trộn vô hai cái ăn với oyster và nhức cái nắp. Có radish nè. Là nhiêu, ăn nhiêu mình chấm cái này cũng được nè. Cái cay nồng nồng. Cái này là cua đá nè. Giờ mình sẽ thử ăn cua đá nè. Ta cho mình cái búa để mình đập cua đá này. Mình cứ cần lấy cái tấm trải bàn ta. Cua đá mình chấm với ô bì nha. Mình đập ra, mình bẻ ra vườn bí như nè. Nó có làm nước sẵn cho các bạn rồi. Nước sẵn như nè. Mình cứ bẻ ra. Chấm vô bê. Ngọt quá các bạn. Cua rất là chắc nha, nó có mùi khai khai.
Okay.